Đấu La Đại Lục phần 2 tập 906, trở về xử lý các học viện, tuyệt thế đường môn. Thế nhưng mà nó thoát ly khống chế của mình, sau đó đã hoàn toàn trở nên không ổn định rồi. Cái phễu không gian chung quanh rõ ràng xuất hiện ra vặn vẹo, chấn động, nhưng khoảng cách thần thú hồn lực cái loại này lỗ đen trạng thái rõ ràng còn có chênh lệch không nhỏ. Đây cũng là bởi vì hồn lực còn chưa đủ khổng lồ đi. Khó trách thần thú đế thiên cường đại như vậy, bên trong cơ thể của hắn đều là loại hình thái đó chứa đựng hồn lực, không cường đại mới là lạ. Vũ Hạo lúc này rất minh bạch, thực lực bây giờ của mình cũng muốn khống chế loại lực lượng này còn rất khó khăn, nhưng trước đi thể hội cũng là hiểu được trong đó, nguyên lý đối với hắn tương lai tu luyện ít qua đường, quanh co hiển nhiên là có nhiều chỗ tốt. Hắn không có ý định thí nghiệm lại, bởi vì hắn hiện tại cũng không thể khẳng định rằng làm cái phễu so với trước kia cường đại trở lại. Thông qua di chuyển tức thời có thể không thoát ly đối phó với nó. Vạn nhất không được, làm sao bây giờ? Vậy thì chỉ có thể sớm kiếp nổ. Bằng không mà nói, kết quả cuối cùng chính là hắn bị hồ lực hút khô, thậm chí bị cái phễu này thuần phè. Cái phễu tại tăng thêm sự kinh khủng về sau phát sinh ra lỗ lớn. Hôm nay quan sát đã học được không ít, còn tiếp theo thí nghiệm hắn cảm thấy vẫn là trở lên học viện, sau đó lếm thử lửa sẽ là càng thêm an toàn. Xông về quân doanh, tiếng lổ mạnh mặc dù không nhỏ, nhưng khoảng cách quân doanh dù sao cũng xa xôi. Vũ Hào tại tuyến cách khe núi, sở dĩ quân doanh bên này cũng không có gì động tĩnh cả. Lặng lẽ châu huy lều vải, Vũ Hào mới nhích lên khai mở lều vải màn cửa lại là càng hoảng sợ, bởi vì trong trường bóng của hắn vậy mà nhiều hơn cá nhân. Trường kiến hắn đi tới, đứng ở trong trường bóng, Đường Vũ Đồng lập tức lông mày dựng đấy. Ngươi làm cái gì vậy? Vũ Hạo lúc này chần chờ một chút, ấp úng rồi nói, vừa đi nhà vệ sinh thôi. Đường Vũ Đồng lúc này cả giận nói, thuận tiện có thể vừa đi là lửa canh giờ sao? Vũ Hạo lỗ lực nói, ta bị táo bón. Ngươi, Đường Vũ Đồng tức giận hừ một tiếng, xoay người giờ đi. Này, làm sao ngươi biết ta không có ở trong trường bóng? Vũ Hạo lúc này theo bản năng hỏi. Đường Vũ Đồng lúc này đã vọt tới cửa trường bóng của hắn, dừng bước lại rồi nói, ta sợ ngươi có việc gì, buổi tối liếc mắt tớ nhìn, ngươi liền mất tích, ngươi đều cũng lại làm gì vậy? Vũ Hạo lúc này nghe âm thanh của nàng có chỗ nhu hóa, trong đầu lập tức lổ lên mặt đẹp của Đồng Nhi, trong nội tâm mềm nhũn, thành thật nói, ta đi liếm thử một loại hồn lực phương thức vận chuyển, làm thí nghiệm bên trong quân doanh không tiện cho lắm, sở dĩ đi ra ngoài một chuyến. Đường Vũ Đồng xoay người lại, giật mình nhìn hắn rồi nói, thân thể của người đều như vậy rồi, còn làm thí nghiệm gì nữa? Nếu vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ? Ngươi còn kém 2 ngày là sao? Cái này... được rồi, ta sai rồi. Vũ Hạo lúc này thành thật. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng rồi nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Nói xong nàng liền đi luôn. Nhìn bóng lưng của nàng rời đi, Vũ Hạo có chút ngẩn người. Nàng giống như thái độ đối với ta so với trước kia tốt một chút rồi. Đáng tiếc nàng không phải là Đồng Nhi. Nếu nàng là Đồng Nhi thì tốt biết bao nhiêu. Trong nội tâm của Vũ Hạo thầm than một tiếng, ngồi trở lại trên giường, lặng lặng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ bên trong thí nghiệm. Thời gian 2 ngày rất nhanh đã trôi qua, thân thể của Vũ Hạo cũng dần dần khôi phục lại khỏe mạnh. Tiền tuyến cũng tuyển tới tin tức không tồi, nội bộ của Nhật Nguyệt Đế Quốc quả nhiên hư không. Hơn nữa Bạch Hổ công tước chiến lược là thập phần thành công, phân tán tiến vào trong Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội hồn sư quân đoàn đại sát tứ phương. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tạo thành tổn thất không nhỏ. Về số lượng tinh là đế quốc hồn sư, nếu so với Nhật Nguyệt Đế Quốc rút lui về hồn đạo sư số lượng nhiều lắm, cường giả số lượng càng phải như vậy. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện cũng đã sứt đầu mẻ chán, đã có mấy tòa thành thị bị tinh là đế quốc công phá. Có điều Bạch Hổ công tướng trị quân cực kỳ nghiêm khắc, phá thành sau đó không cho phép tổn thương bình dân, chỉ là quan tướng phương khó mà cùng với quân giới khố cướp bóc, sau đó lập tức là rút khỏi thành thị. Chiếm lĩnh thành thị có thể không là mục tiêu chiến lược của bọn hắn, phá hư quá nhiều cũng không phải là phong cách của Bạch Hổ công tước. Cướp bóc tài nguyên tương đối hiệu quả là tốt hơn nhiều, mà còn có thể tiếp tế được tình là đế quốc bên này tiêu hao. Xuất chiến đều là hồn sư, không ít người đều trên người đều có chữ vật hồn đạo khí trang bị, cướp lược được kêu là một cái nhẹ nhàng thoải mái. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Đế Quốc đồng cường báo nguy. Mặc dù trước mắt tin tức bế tắc, còn không biết phản ứng của Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng với Thiên Hồn Đế Quốc tình huống bên kia, nhưng Tinh La Đế Quốc bên này hành động không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt toàn bộ chiến cuộc. Bạch Hổ công tước trước sau mấy lần gửi thư hỏi thăm thân thể trạng thái của Vũ Hạo, xác nhận rằng hắn đã không có việc gì, về sau còn thân hơn tự viết thơ đối với hắn và là Tinh La Đế Quốc làm ra công hiến tiến hành khen ngợi. Vũ Hạo hầu tước sắc phong cũng đã đến, lại nhiều hư suốt một ngày, mọi người từ tâm thạch xác nhận rằng Vũ Hạo đã hoàn toàn khôi phục trở lại, về sau mới do Vũ Hạo viết thư một phong chuyển cho Bạch Hổ công tước hướng hắn cáo từ. Một chuyến tâm người cũng là ly khai Tinh La Đế Quốc quân doanh.
phải phản hồi lại Sử Lai Khắc Học Viện mà đi. Vô luận Bạch Hổ Công Tước vẫn là Kiều Kiều Công Chúa, đương nhiên cũng không muốn rằng bọn hắn ly khai, nhưng chiến sự tiền tuyến quan trọng hơn, bọn họ đều quá bận không có thời gian giữ lại. Hơn nữa bọn hắn cũng minh bạch, Sử Lai Khắc Học Viện những người này cũng vẫn liều công được, may mắn thông qua chuyện lần này đã thành lập nên quan hệ tốt đẹp. Nhất là Vũ Hạo đã tiếp nhận được tước vị sắc phong, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận mình thuộc về Tinh La Đế Quốc Hồn Sư. Phi ở trên không trung đều là 8 người, trở về như cũ là 8 người. Vũ Hạo hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cuối cùng tất cả mọi người còn sống trở về, nhưng mọi người cũng cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, nhất là đỉnh cấp cường giả cũng tham dự vào trong chiến tranh, về sau càng phải như vậy. Ngày tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy sau khi sở đi không xuất hiện nữa, ít nhất thì Tinh La Đế Quốc tiến quân với Nhật Nguyệt Đế Quốc về sau cũng không có gặp mặt vị này kinh khủng cực hạn đấu la. Nhưng vô luận như thế nào, vị này cực hạn đấu la đều giống như một cái cự đại bóng mờ, thủy chung bao phủ tại Tinh La Đế Quốc đấu trước. Chỉ là nàng vừa xuất hiện, tất nhiên chính là gió tàn mưa máu. Đại lục thế cục hiện tại đã là hỗn loạn tưng bừng, trở về học viện thủ đô học viện hiện tại là chuyện bọn hắn ắt là phải làm. Mặc dù bọn hắn cá nhân đích thực lực đối với khắp cả Sử Lai Khắc Học Viện mà nói không coi vào đâu, nhưng thân người của Vũ Hạo phần đặc thù, với hắn mà nói công trường có thể liên hợp với tinh đấu lại sơn lâm hồn thú phụ trợ. Nói như vậy coi như là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đến đấy cũng có thể ngăn cản một phen rồi. Phi hành giữa không trung, Sử Lai Khắc Học Viện 8 người bảo trì nghiêm chỉnh trận hình, Vũ Hạo bay ở trung ương nhưng ánh mắt của hắn có chút thần thần. Chuẩn xác mà nói, mấy ngày đêm nay hắn vẫn luôn là cái trạng thái này, vô luận là qua, ngồi, đi, thậm chí là ăn cơm, hắn luôn là một cái ánh mắt mê man, bộ dáng đờ đẫn, nhìn đồng bạn đều có chút bận tâm. Hỏi hắn chỉ nói là mình đang suy nghĩ một ít sự tình. Trên thực tế, hắn cũng không hề nói dối, hắn đúng là đang tự hỏi một ít với hắn mà nói, thập phần chuyện trọng yếu. Trong đó trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là lúc tu luyện liếm thử 9 cái tiểu phễu kia rồi. Trải qua thí nghiệm lần trước, sau đó Vũ Hạo chăm chú tổng kết thành quả thí nghiệm. Mặc dù hắn thủy chung không thể làm ra được như là đế thiên hồn lực đèn như vậy, nhưng toàn bộ thí nghiệm quá trình ở bên trong vẫn là hoàn thành một ít nguyên lai chưa bao giờ vật phát hiện ra. Thí dụ như là hồn lực bị áp xúc thành trạng thái cố định, sau đó bản thân sẽ sinh ra hấp lực cường đại, tăng cường đối với ngoại giới hồn lực hấp thu. Đây đối với hắn mà nói tương lai tu luyện là rất trọng yếu. Lấy hắn hồn thánh thực lực cấp bậc, hồn lực hiện tại đã trở thành trạng thái dịch rồi, mà tiêu theo tu vi tăng lên trạng thái dịch hồn lực lòng độ chỉ là không ngừng gia tăng. Cái này sao mà như hắn ở đây thí nghiệm hoàn thành hồn lực áp xúc, hơn nữa nguyên lý này hắn đã sớm biết. Hồn sư hồn lực tăng lên sau đó kỳ thật là lại để cho hồn lực ở bên trong cơ thể không ngừng bị áp xúc, sau đó chứa đựng càng nhiều lưỡi hồn lực thì triển ra vũ hồn càng cường đại, hồn lực cùng với vũ hồn kết hợp, vũ hồn đích uy năng tự nhiên cũng lại càng lớn. Mục Lao đã từng cho Vũ Hạo giảng thuật qua, phong hào đố là phía trước, hồn sư tăng lên là hồn lực không ngừng tích lũy cùng với quá trình áp xúc, chỉ có đã đến phong hào đố là cái mặt kia, sau đó mới có biến hóa. Có điều Mục Lão cũng không có quá lâu nói chuyện biết về sự tình của phong hào đô la, cũng không phải là bỏ sót, mà là vì khi đó tu vi của hắn còn rất thấp, Mục Lão sợ hắn biết rõ quá nhiều là mơ tưởng xa vời. Hiện đang hồi tưởng trở lại, dựa theo Mục Lão từng nói, như vậy rất có thể hồn sư hồn lực đạt tới bát cấp hồn đấu la cấp bậc đỉnh phong, thì ra là 89 cấp, hồn lực sẽ là phải đạt tới trạng thái dịch như trạng thái cố định chuyển hóa cực hạn, mà phong hào đô la cấp độ phải là trạng thái cố định hồn lực à nha. Đã đến trạng thái cố định hồn lực, đặc điểm lớn nhất một trong, rất có thể đó là ở trong chiến đấu tốt hơn mượn nhờ không khí thiên địa nguyên lực. Điểm này Vũ Hạo lúc trước thí nghiệm cũng từng cảm thụ qua rồi. Trạng thái cố định hồn lực bên ngoài cơ thể, cho dù không hấp thu hồn sư bản thân phát ra hồn lực, cũng sẽ không ngừng hấp thu ở trong không khí thiên địa nguyên lực cho mình dùng. Ở trong quá trình này, hồn khí uy lực tự nhiên sẽ tùy theo tăng cường. Lần này thí nghiệm đối với Vũ Hạo mà nói, tương đương với mở ra thế giới đại môn, để cho hắn nhìn thấy thêm lửa về hồn sư phương diện chuyện kỳ dị. Cho về học viện, hắn chuẩn bị trước tiên là đi tìm Huyền Lão, mời Huyền Lão giúp mình giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Này, ngươi không sao chứ? Như thế nào luôn gì ngốc ngơ ngác vậy? Chẳng lẽ lần này trọng thương đầu óc đều là bị hư sao? Phi hành bên cạnh Vũ Hạo là Đường Vũ Đồng, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Người này đã liên tục đều là bộ dáng này rồi, mọi người đối với hắn mà nói đều rất lo lắng, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, sợ đâm kích đào hắn cái gì đó. Hắn luôn nói không có việc gì, không có việc gì, thế nhưng bộ dáng như vậy thật không giống như là không có việc gì. À, Vũ Hạo lúc này đang suy tư ở bên trong, nghe được giọng nói của Đường Vũ Đồng, mạch suy nghĩ lập tức có chút hỗn loạn, nhíu mày rồi nói, ta đương nhiên không có việc gì rồi, ta chỉ là nghĩ một vài sự việc mà thôi. Đường Vũ Đồng mặt trắng bệch không có chút máu rồi nói, suy nghĩ gì có thể tưởng tượng là mấy, có bệnh không có sao, nhanh chạy đi, đừng có gắng gượng nữa.
Vũ Hạo lúc này tức giận rồi nói: "Ta không hề có bệnh nhá, ta rất tốt, chỉ là có chút vấn đề càng ngày càng nhiều suy nghĩ, ngươi không cần cắt ngang ý nghĩ của ta." Nói xong, hắn một bên tiếp tục phi hành, một bên tiếp tục tự hỏi. Người này, Đường Vũ Đồng cảm tức nhìn hắn, nhưng hắn một điểm phản ứng đều không có, tức là không nhận thức được nhân tâm tốt. Hừ. Buổi sáng một mừng tiếp tục phi hành ở đến giữa trưa, phía trước dẫn đội từ Tam Thạch đề nghị mọi người hạ xuống nghỉ ngơi. Nhắc tới cũng đúng dịp, lần này đáp xuống là bên cạnh một con sông lớn. Con sông lớn này bề rộng chừng 500m, nước sông chảy xiết, mặc dù không tính rằng đặc biệt thanh tịnh, nhưng cân nhắc đến lượng nước, nhìn lại làm bình sắc nước sông coi như là tương đối khá. Hoặc Vũ Hào, ta muốn ăn cá nướng. Sông lớn như vậy, cá nhất định là không phải ít, khẳng định màu mỡ. Nam Tu Tu lúc này tung tăng như chim sẻ nói: "À, cá nướng sao?" Vũ Hào nhìn nàng không khỏi có chút sững sờ. Từ Tâm Thành mỉm cười rồi nói: "Đúng đấy Vũ Hào, ngươi làm cá nướng thiên hạ tuyệt nhất, cho ta đám bọn họ tới một lần đi. Cho lại học viện chỉ sợ rằng tất cả mọi người càng bận rộn hơn. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đầu óc, vô luận đang tự hỏi cái gì cũng nên thay đổi tâm tính." Nhìn ánh mắt của mọi người chờ mong, Vũ Hào tự nhiên cũng không chối từ, chỉ nhẹ gật đầu, chạy tới bắt cá. Vừa nghe nói muốn ăn cá nướng, Đường Vũ Đồng cũng lặng lẽ lút xuống một hớp nước miếng, nàng còn sâu đậm nhớ rõ lần trước hương vị nồng nặc tiên hương. Bắt cá đối với hồn thánh cấp bậc cường giả mà nói, thật sự là lại quá dễ dàng. Vũ Hào lần này trực tiếp dùng đúng là phương thức đơn giản thô bạo, đông kết một điểm uống nước, hóa thành một cái khúc cồn cầu, sau đó trong nước sùng bằng bạo thuật kíp nổ.